Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Thì video ngày hôm nay Jason sẽ take các bạn đi cùng với Jason đến một cái buổi quay xe, và Jason muốn chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm, một cái filter mà các bạn nên sử dụng, đặc biệt là những bạn nào quay xe hay là các bạn nào chụp ngoại cảnh hay là quay video ngoại cảnh đó, thì các bạn cũng nên sử dụng một cái filter như thế này. Thì cái filter này gọi là Polaroid filter. Các bạn đã biết rất là nhiều hay là nghe nói rất là nhiều về cái Polaroid filter và công dụng thực sự của nó là gì, thì video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ với các bạn. Đồng thời Jason cũng sẽ review trải nghiệm cái Polaroid filter đến từ công ty KNF. Họ đã gửi cho Jason sản phẩm này để mà trải nghiệm và chia sẻ với các bạn, những người khán giả của Jason, để xem một chiếc filter như thế này có đáng giá để các bạn mua hay không, và nó có thực sự cần thiết cho công việc của các bạn hay không nhé. Alright, hiện tại bây giờ ở đây chúng ta đang có một chiếc Raptor màu xanh, và cái độ cho chiếc Raptor này ngày hôm nay đó là wrap một cái màu khác. Đây là một cái video quảng cáo cho showroom 365, đồng thời cũng là feature một cái sản phẩm gọi là tech wrap. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay cái phiên bản màu gốc của chiếc xe Raptor này là màu xanh blue. Chúng ta sẽ quay vài cảnh, vài shot cái phiên bản original của nó như thế nào, sau đó quay cái tiến trình, cái technique wrap xe như thế nào, và showcase được cái chất lượng wrap của showroom 365. Chiếc xe này dự tính là chiều nay sẽ xong cái phần wrap đó và hoàn thành cả chiếc xe, cho nên chiều nay chúng ta sẽ quay lại, quay những cái shot quay sau khi thành phẩm một chiếc xe wrap xong nó sẽ như thế nào. Cái lý do mà Jason muốn feature cái sản phẩm của công ty KNF ở trong cái video này là bởi vì khi các bạn quay xe, để cho mình bỏ gimbal xuống đó, để showcase được cái màu sắc thực sự của chiếc xe thì chúng ta sẽ dùng một cái Polaroid filter, bởi vì tất cả mọi thứ trên trái đất này nó đều phản sáng reflection, và khi một chiếc xe của các bạn nó quá bóng, nó sẽ phản sáng lại những cái ánh sáng hay là những cái màu sắc xung quanh, và nó không show được thực sự cái màu sắc của chiếc xe. Cho nên chúng ta sẽ dùng một cái Polaroid filter để đẩy cái hướng phản sáng đó sang một cái hướng khác, và chúng ta có thể thấy được một cái màu gốc của cái nước sơn nó đẹp như thế nào. Ngoài ra các bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này để tránh được những cái phản chiếu reflection qua gương, nếu các bạn phải quay một chủ thể của các bạn qua một cái tấm gương ha. Nóng quá. Bây giờ chúng ta sẽ unbox cái này và bắt đầu quay xe. Trước cái video này, trước cái project này thì Jason đã quay một cái project khác, short video Civic và một chiếc VinFast. Nếu như các bạn chưa xem video đó thì Jason sẽ bỏ cái đường link ở dưới phần description, bấm thẳng vào cái đường link đó vào trong channel của Độ Channel, đó là cái kênh YouTube của bạn Thương và mấy anh em của team 365, thì các bạn có thể vào trong đó xem video đó, đường link ở ngay dưới này nhé. Và đừng quên subscribe nếu như mà bạn là một dân chơi xe. Nếu bạn ở trong khu vực Bình Dương hay là những khu vực lân cận muốn độ xe của các bạn thì hãy đến showroom 365. Cái video này giống quảng cáo cho 365 là vậy, không phải đang quảng cáo cho KNF. Video này KNF trả tiền cho Jason quảng cáo chứ không phải là 365 nha, nhưng mà Jason thích thì Jason quảng cáo. Khi các bạn mua sản phẩm của công ty KNF thì các bạn sẽ có một cái hộp, một cái case đựng như thế này để bảo vệ cái filter của các bạn. Ở trong cái case này nó sẽ có những cái đường rãnh ở đây để các bạn có thể sử dụng nó để chứa đựng những cái size khác nhau của những cái filter mà các bạn sử dụng. Một cái recommend mà Jason đã từng chia sẻ với các bạn rồi, đó là khi các bạn mua filter hãy mua cái size lớn nhất ở trong cái bộ lens của các bạn, và các bạn chỉ cần mua một cái thôi. Những cái lens nhỏ hơn các bạn có thể mua step up ring để mà chuyển đổi cái size từ cái size lớn này và nó chuyển sang cái size nhỏ để mà các bạn có thể gắn vừa vào những cái size, những cái lens nó nhỏ hơn. Đây là cái filter của chúng ta, nhìn nó không có gì đặc biệt hết, nhưng ở trên cái filter này nó sẽ có một cái vòng xoay, và khi các bạn xoay cái vòng này nó sẽ đổi cái hướng ánh sáng hay là đổi cái hướng reflection của những cái vật thể mà các bạn quay, ví dụ như kính hay là những cái vật thể mà nó bóng. Ở đây Jason có một cái filter, cái size của nó là 82mm, và cái lens Sigma 50 này Jason đang sử dụng ở đây, cái size của nó là 77. Ở trên đây các bạn có thể thấy Jason có một cái step up ring để chuyển đổi từ 77mm sang 82mm, và Jason chỉ cần gắn cái filter này lên đây thôi. Đã có một video Jason đã từng chia sẻ với các bạn về ND filter. Nếu các bạn chưa biết ND filter là cái gì thì các bạn hãy quay trở lại cái video đó để mà xem Jason chia sẻ với các bạn những cái công dụng và cái lý do các bạn nên sử dụng ND filter. Cái Polaroid filter này nó cũng tương tự giống như vậy, nó cũng có một cái vòng xoay ở trên cái filter, nhưng nó sẽ không làm giảm cái độ sáng
hay là không ảnh hưởng tới cái độ sáng của cái khung hình. Nó chỉ có trách nhiệm khi các bạn xoay, nó sẽ đổi cái hướng ánh sáng đánh vào trong chủ thể thôi. Bây giờ Jason sẽ ví dụ cho các bạn xem ngay bây giờ nhé. Hiện tại bây giờ cái khung hình của Jason có cái kính xe và cái bề mặt bóng của xe, và cái bề mặt bóng đó cùng với là cái kính xe đó nó đang phản sáng, nó đang phản chiếu reflect lại tất cả những cái đèn hay là những cái vật thể xung quanh cái môi trường này. Và khi Jason xoay cái vòng này, các bạn có thể thấy là nó chuyển đổi cái góc đánh sáng, cái góc phản chiếu lên trên chủ thể. Để Jason sẽ ví dụ gần hơn. Trong những cái trường hợp mà các bạn thấy cái màu xe phản sáng hay là nó phản chiếu lại tất cả những vật thể xung quanh thì các bạn sẽ không nhìn rõ được cái màu xe nó như thế nào. Và khi Jason chỉ cần xoay như thế này, các bạn có thể thấy những cái reflection nó đã biến mất và nó show được cho các bạn thấy được là cái màu xe hiện tại, cái màu xe gốc nó thực sự như thế nào nhé. Đó là một công dụng khi mà các bạn quay xe. Rồi bây giờ Jason sẽ làm một cái ví dụ khác. Thật đứng sau này thật. Rồi đứng đứng qua đây chút xíu nè. Rồi đứng yên đó nha. Và đây là một cái ví dụ khác. Jason không thể nào thấy được cái mặt của thực ở phía sau cái kính xe, nhưng Jason chỉ cần xoay cái vòng xoay của cái Polaroid filter này, nó chặn hết tất cả những cái phản sáng và ngay bây giờ cái mặt của thực đã hiện ra sau cái lớp kính xe đó. Bởi vì cái kính xe nó reflect lại những cái vật thể xung quanh hay là cái ánh sáng đèn ở trên kia, cho nên đôi khi các bạn sẽ không thấy được. Nhưng các bạn chỉ cần sử dụng một cái Polaroid filter như thế này thì các bạn có thể cứu được cái shot quay đó hay là tránh được cái trường hợp đó. Và tương tự như vậy, ở trong những cái bộ phim Hollywood mà các bạn hay xem, các bạn thường thấy những cái shot quay qua kính xe của cái người tài xế đang lái xe như thế này. Nếu không sử dụng cái Polaroid filter thì các bạn sẽ không thấy được cái nhân vật ngồi sau cái vô lăng đâu. Bởi vì cái kính xe nó reflect, nó phản chiếu lại tất cả những vật thể xung quanh, cây cối, đèn đuốc, xe cộ đổ trên đường, và tất cả những cái điều đó nó chặn lại cái lớp kính của chúng ta. Những đạo diễn Hollywood, những nhà quay phim Hollywood, họ đã sử dụng những cái Polaroid filter như thế này để chặn hết những cái hướng sáng đó, chứ không phải là họ tháo cái kính xe ra để quay cái shot đó đâu. Đây là một cái tip nhỏ nhỏ mà Jason muốn chia sẻ với các bạn. Khi các bạn chọn một cái Polaroid filter, các bạn sẽ muốn đảm bảo là cái filter đó có thay đổi màu sắc, nó có bị tint, nó có bị ám màu hay không, hay là có giảm cái độ nét của cái filter hay không. Thì so far Jason chỉ cần nhìn qua cái màn hình này, Jason có thể thấy là nó không thay đổi hay là nó không có bị ám màu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái độ nét của nó dường như là cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cái điều đó chúng ta chỉ có thể thấy được ở trên một cái màn hình lớn thôi. Cho nên sau cái buổi quay ngày hôm nay, Jason sẽ quay trở về, bỏ những cái footage này lên trên cái computer, cái máy tính của Jason, và Jason sẽ kiểm tra lại và chia sẻ cho các bạn chắc chắn hơn cái filter này có ảnh hưởng tới cái chất lượng hình ảnh của các bạn hay không nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào việc thôi. Let's go. Hiện tại cái showroom mới của 365 chưa hoàn thiện. Đây là cái showroom mới cũng gần với lại cái location cũ và đang trong quá trình thi công, cho nên nó hơi ồn một chút xíu. Chất lượng của video này nó hơi ồn, và các bạn nào có cảm thấy là khó nghe quá thì có thể bấm thoát khỏi video này, các bạn không cần coi đâu. Đừng có bình luận vào phía dưới đổ thừa Jason là sao chất lượng video bị giảm vậy. Đôi khi có những cái vlog, những cái video mà Jason quay ngoài đường, các bạn phải chấp nhận, hay là bản thân của Jason cũng phải chấp nhận với tiếng ồn đó, và những cái tiếng ồn đó tạo nên cái độ dày cho cái video của mình. Tại sao? Bởi vì nó chân thật, chứ nó không có fake là Jason quay xong quay trở về studio quay một đoạn voiceover để mà lồng tiếng. Ở đây Jason tiếp tục sử dụng một cái setup, đó là Sony A73 cùng với lại cái lens Sigma 50 1.4, và cái gimbal của chúng ta ngày hôm nay sử dụng vẫn tiếp tục là Ronin RS2, và Jason có sử dụng một cái Raven Eyes ở dưới đây để kết nối nó với lại chiếc điện thoại của Jason và biến nó trở thành một cái monitor. Mình dọn cái khúc này cho nó sạch sẽ và mình sẽ quay một cái góc, một cái tổng quan. Cái hiệu ứng lighting ở trong cái showroom ngay chỗ này rất là đẹp. Chúng ta có một cái soft light ở trên trần chiếu xuống, nó làm mịn, nó show được tất cả những cái đường nét của một chiếc xe đậu vào trong khu vực này. Chúng ta quên mang cái lắp mic, cho nên Jason đang sử dụng cái Hollyland microphone mà là cái cục mic kẹp vào trên cái túi của Jason ở trên đây. Có lẽ là cái setup này nó sẽ pick up cái tiếng ồn, cái tạp âm xung quanh nó hơi nhiều, cho nên chịu thôi, chúng ta quên đem cái lắp mic rồi. Khi các bạn sử dụng một cái lắp mic cắm trực tiếp vào chủ thể ở trên đây, kẹp vào trên cái cổ áo này, thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều những cái tạp âm xung quanh. Nhưng bởi vì chúng ta quên đem, phải chấp nhận với những gì chúng ta đang có. Sáng giờ chưa ăn gì nữa, mới quốc 2 ly cà phê, tay chân nó hơi run chút xíu. Để mình dọn chỗ này cho nó sạch sẽ, rồi chúng ta sẽ quay một cái góc tổng. Để có được một cái shot quay đẹp, không đơn giản là các bạn set up cái lighting hay là bố cục hay là màu sắc hay là cân sáng ở trong cái camera của mình không, mà các bạn cần một... không sao đâu bảo, không sao.
Một cái tip nữa Jason muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy clear out, làm sạch cái khung hình của mình, cái location, cái view mà mình đang có và mình chuẩn bị quay. Những điểm nào mà các bạn chắc chắn là nó sẽ rớt vào khung hình thì hãy clear out. Đây là cái sản phẩm giấy wrap của chúng ta đến từ công ty Tech Wrap. Chút xíu nữa Jason sẽ quay cái thùng này, cái hộp này vào trong cái video để feature cái sản phẩm này đến từ 365. Ok, với cái shot đầu tiên này Jason sẽ sử dụng một cái lens đó là 16-35, bởi vì Jason cần lấy cái góc rộng. Với cái lens 50 nó cũng có thể lấy được tổng hết của chiếc xe, nhưng mà nó sẽ nhìn cái khung hình nó hơi bị chật, nó hơi bị hẹp một chút xíu. Ok, Jason vừa đổ qua cái lens 16-35 G Master, bởi vì Jason cần lấy vài góc rộng. Sau đó chúng ta lại quay trở lại với cái lens 50-1.4 Sigma. Xong những cái shot phiên bản original của chiếc xe, màu original của chiếc xe. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái quá trình setup, chuẩn bị và bắt đầu dán lên thôi. Mệt. Bảo xịt lại giùm anh nha. Chưa kêu action gì hết mà lô xịt rồi. Rồi lấy cái tay ra nha, anh đếm 1, 2, 3 đưa vô xịt nha. 1, 2, 3. Lau luôn. Anh đứng nếp nếp qua đây nè, em đếm 1, 2, 3 cái anh đi vô. 3. Bưng luôn, nhanh lên, nhanh lên. Ok, chết sai đắc co rồi. Cái này không phải là sai đắc co nha các bạn, tại vì hồi nãy sau khi nguyên buổi sáng và buổi trưa chúng ta quay xong đó thì người Jason đổ hết mồ hôi ra và cái áo nước nhẹp, Jason phải về nhà Jason tắm rồi thay một cái áo mới chứ không phải là sai đắc co nhá. Bây giờ là buổi chiều, sau mọi người gần xong cái phần wrap cái chiếc xe đó rồi và Jason chỉ đang chờ men em ở đây dọn dẹp cái hiện trường của chúng ta cho nó sạch sẽ, cái bối cảnh của chúng ta cho nó sạch sẽ và lau chiếc xe không còn một miếng bụi nào hết, thì Jason mới bắt đầu quay những cái shot finish, một cái shot thành phẩm của chiếc xe sau khi được wrap, màu sắc của nó thay đổi và đẹp như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong cái buổi quay ngày hôm nay, khá là mệt và áo của Jason lại ướt nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nếu cảm thấy hay ấn lại bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Không sao, thấy bụng mỡ không sao, đẹp mà.